giấy kén của Huyền, rồi Huyền. Đây, đây. Đây, 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 thành phạt đấy. Phạt đấy chứ này. Phạt cái chân tướng lai mà lì. Mình đi về bất khống, chứ mình cắn cả một con vô điểm vô đi. Con cao thì Dương của con Đình Hà ở sông Sáu đại học. Cao Thanh Lam con Chu Nhung Ngọc ở sông Sáu. Rồi mua rồi. Ui mua rồi. Đó, đây mà đây. Hay à. Ở đây đây. Chào Bảo Huỳnh. Con cháu Hùng đồ đại học. Cháu thì Chú Hà Đòi Huyền. Con Chú Duyên. Chú Duyên có đánh bài không? Lấy đánh bài luôn rồi. Vậy là con đánh bài. Cháu thì Bảo Ngọc. Con anh Thiền ở con Tu. Má con thôi. Tiền đi. Đến rồi trường. Cao Bá Lâm Tùng con cháu Phúc ở sông Táo. Cao Bá Nhật Minh à. Con Bố Tuấn, Cà Mau. Phải đi mà ăn ngon. Hả? Phải đi tắm ngon. Tôi không vật nhớ. Cháu Bá Đi. Ghẹ vào đây, anh ghẹ vào đây mà quay luôn đây. Cứ vào, vào, vào cái thân cao rồi xem nhá. Cũng, cũng tối hôm qua là đưa lên rồi đây. Cao thì Ngọc Châu, Bố Sư, số 11. Cao thì Thúy An, Bố Thủy, Bố Thủy con rồi. Cao Bá Tuấn Kiệt, ông Bố Thái, cháu ông Thông. Cao thì Yến Nhi, cháu Khang, con Bố Ninh, cháu Khang. Không biết mấy trong cũng biết, mở ra biết. Cao Bá Đức, rồi trường con mày mày trong sáu. Cao thì Quỳnh, con Khang Tam. Cao Bá Mạnh Thắng. Mạnh Thắng. Cao Bá Mạnh Thắng. Thắng nhưng mà Thắng không? Thắng. Rồi trường, con Hồ Tiến. Cao Trần Quế Chi, con Bố Sơn Hà Nội. Cao Trần Diệu Anh, con Bố Sơn Hà Nội. Cao Ngọc Hân, con Bố Quang, trong 9. Cao Bá Hải, Trời Trường, Bố Chiến số 11. Cao Thị Hằng Má, Trời Trường, con Bố Hùng số 11.
quang thật thập mà thất niết về thứ dâm trần sinh nguyệt thập mà thứ nhật nghe an tịnh nhã diễn cho huyền diễn thanh xa trung hạ thôn cao tộc tộc trường cao cả nhân kỳ thế đông tộc các chi thượng hạ thần vị gì để niên xuân thổ lễ hữu cơ phong tô thiên lễ việt như nghi cảm tâu thịnh tâu thịnh Mậu Tuất cháu
cao bá thân đồng ra quyền đặng cam kiền cao vô nguyện tiêu thi tổ khảo tỷ thân vị tiền tả châu đường liệt vị vĩ tiền hữu mục đường liệt vị vĩ tiền tổ cô bà hoa nương thần tiên vị tiền tổ bá liệt vị vĩ tiền tổ thúc liệt vị vĩ tiền các chi cao tăng tổ khảo cập tổ tỳ liệt vị vĩ tiền các chi hiện tổ khảo liệt vị vĩ tiền các hiện khảo cập hiện tỳ liệt vị vĩ tiền việt kim vị ngưng mông tri hộ báo đắc bình yên thân thể hiệu dừng sinh nhà con trai ký danh là cao bá minh trị thân nữ oan cánh tư nhân bạn tộc lệ hiệu thiên nguyên phần vùng rô trâu rượu và bánh nhá nghi vô nghi vô tử đường chi tiến bái lệ phục vòng dấm dám lâm cánh lưu miêu duệ tế danh nhà tự thời an lạc bát tiết ra phì dụ thực lai đại hội là thường hưởng kính nhà bát ra ngụ từ chữ phúc thần liệt vì chiếu giám kính nhà kỳ bát ra từ đường tạ hiệu tiên viên chủ chư chân linh đồng linh đồng giám hồ cẩn cao dễ cộng hòa xã hội cho nghĩa Việt Nam quốc để thật thập thật niên tuy thứ nhâm dần nhật nguyệt thập ngũ nhật nghệ an tịnh diễn châu huyện diễn thành xã trung thôn trưởng nam cao bá ngọc vợ là nguyện thi hành xóm mười diễn thành huyện diễn châu tỉnh Nghệ An cháu ông con ông cáo bà quỷ vào họ cho con tức là cáo bà Ngọc vào họ cho con là cáo bà Kiên hứa nam vì về đúng gia quyền đằng cam kiện cáo vô nguyên tiêu thi tổ cạo tỷ thân vĩ tiền tả châu đường liệt vị vĩ tiền hữu mộc đường liệt vị vĩ tiền tổ cô bà hoa nương thần tiên vị tiền tổ bá liệt vị vĩ tiền tổ thúc liệt vị vĩ tiền các chi cáo tăng tổ khảo cập tổ tỳ liệt vị vĩ tiền
các chi hiện tổ khảo liệt vị vị tiền hiện khảo cập hiện thì liệt vị vị tiền biết kim vị ngưng mong tri hộ bảo đắc bình yên thân thế hiệu dụng sinh hoạch như là con trai thân hoàn cảnh tư nhân bạn tộc lễ hiệu thiên nguyên cần phụng trầu rượu kẹo bánh nghi vô từ đường chỉ tiến bài lệ phục vòng giám lâm cảnh liêu miêu duệ tế y tranh nhà an thời bài bát tiết phi dụ thực lai đại huệ dạ thượng hương kính phụng bản gia ngụ tự phục thần chư phục thần liệt vị chiếu giám kính nhà kỳ bản ta từ đường tà hiệu tiên viên chủ trư nhà chân linh đồng giám hộ cẩn cao